Vâng ạ, xin chào tất cả các bạn, các anh chị đã theo dõi kênh YouTube của mình. Thì những clip trước mình làm là có vài bạn là bạn hỏi là làm cách nào để ra rỡ. Thì mình cũng đã trả lời bằng tin nhắn bình luận rồi, mà bạn ấy thì cũng 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 không hiểu. Thì hôm nay mình làm cái clip này để chia sẻ nó cụ thể hơn. Thì mình xin chia sẻ ba phần chính là nguyên nhân vì sao mà cây chậm ra rỡ, và cái cách khắc phục, và cái phần thứ ba là phần ra rỡ. Thì mình xin đi từng phần. Thì nguyên nhân á, thì có những nguyên nhân chính á. Một á là các bạn chọn cây lan của mình nó không được tốt. Cái thứ hai á là các bạn xử lý mua lan vừa rồi các bạn xử lý nó cũng không được hợp lý đấy. Còn cái thứ ba là các bạn bởi giá thửa, thứ nhất là các bạn chọn giá thửa không phù hợp, cái thứ hai là các bạn chưa xử lý giá thửa. Còn cái thứ tư, nguyên nhân thứ tư là các bạn ghép lan nó không có đúng cách. Cái thứ năm là tức là nguồn nước, và thứ sáu là cái độ ẩm môi trường. Thì vừa cách khắc phục thì các bạn mua lan đúng không, thì các bạn phải nên chọn những cái giò lan mà nó không bị dập nát này các bạn. Rồi cái bộ rễ nói chung là nó cũng tương đối nó không có bị gãy rồi dập này nọ đó các bạn, thì các bạn nên mua. Đấy. Những cái lan còn khí thì nó sẽ ra rỡ nhanh hơn. Rồi vừa xử lý lan xử lý lan tức là sao, là các bạn vừa bằng kết hết những cái phần rỡ hư này đi nhé các bạn, kết hết đi, những cái rỡ nào hư thì cứ kết bỏ, hay là thân hư cũng vậy các bạn kết bỏ luôn, lá hư cũng vậy cắt bỏ luôn nha các bạn, mình loại bỏ chỉ giữ lại những cây lan sạch sẽ thôi. Đó. Thì vừa xử lý giá thửa thì giá thửa gồm có sữa dừa này các bạn, rồi vỏ thông chẳng hạn, than chẳng hạn, thì rau rừng hay là giống mầm chi lơ rồi gì đó, rồi gỗ lúa, rồi chậu hay là những cái đồ mà đỡ chúng ta buộc lan á. Thì nói chung các bạn phải toàn bộ các bạn xử lý hết nhé. Mình xử lý như thế nào thì thí dụ như những giá thở như thế này thì các bạn có thể ngâm nước vôi nè, hoặc ngâm xử lý qua vôi, hoặc là những gỗ lũa như thế này bây giờ nó to nó cồng kềnh quá thì mình có biện pháp là dùng bencona. Cái bencona này nó có rất hữu hiệu nha các bạn. Các bạn phun lên lan rồi các bạn rửa lan cũng được. Rồi các bạn cách tỉa này nọ. Thì mình khuyên các bạn tốt nhất nên dùng bencona, tức là thuốc sát trùng phổ rộng đấy. Thì ví dụ như các bạn nó không có cái loại này đi, thì các bạn tra cứu cho mình cái thành phần này. Đó, đây là những cái thành phần của thuốc, các bạn tra những thành phần nó na ná như thế này thì các bạn dùng được, không cần nhất thiết là phải bencona hay là phi san 20 rồi gì đó. Thì nói chung giá thửa, toàn bộ giá thửa thì các bạn xử lý hết. Rồi bây giờ là mình tiếp tục đánh ghép lan.
ghép lan á thì các bạn phải ghép lan đúng cách, tức là bạn xử lý giá thở rồi đúng không, ví dụ như cục này của mình đã xử lý rồi, sạch sẽ rồi, thì bây giờ mình chọn vị trí ghép thích hợp rồi thì mình ghép vào. Là các bạn ghép sao ghép nhưng mà nó phải cố định cái góc này, cái góc không được lung lay trong trường hợp nha các bạn. Đây này, đây mình lung lay nhưng mà cái góc của mình nó đâu có bị lung lay đâu đó. Thì đây là ghép lăng, gọi là ghép lăng đúng cách đi, đỡ cho cái góc rồi nó không bị lung lay, chứ còn lá thân lung lay vô tư, miễn cái góc không bị lung lay á thì bộ rễ nó mới đi được. Chỗ này mình cũng vừa mới tháo ra ghép lại đầu độ từng mà rễ cũng ra hết rồi này các bạn. Cái rễ này nó màu đen vậy nhưng mà thực ra là rễ tư đấy, chứ không phải rễ đen đen đâu các bạn, do cái dòng rễ nó vậy đó. Đây này, đó rễ vẫn còn tươi rối đấy. Rồi tiếp là vừa nguồn nước. Nguồn nước á, thì các bạn nên kiểm tra thêm cái nguồn nước của mình là nó có bị nhiễm phèn hay là nhiễm kiềm quá nặng đi, thì các bạn nên xử lý trước khi tưới cho lan nha. Cái nguồn nước này nó nói chung nó cũng quan trọng lắm, nó cũng ảnh hưởng nhiều đến lan. Rồi vừa tạo độ ẩm môi trường, thì thí dụ như giò này của mình đúng không, giò này của mình gọi là nhóm rỡ này là nhóm rỡ bắn địa lan, thì mình châm thơm rau rừng vô. Rau rừng này cũng xử lý nha các bạn, xử lý hết nha. Đó, mình châm rau rừng vô để mình tạo thêm cái môi trường ẩm cho cái dòng lan nhóm rỡ bắn địa lan nha. Đó, còn rỡ gió thì vô tư. Rồi đó là những nguyên nhân và cách khắc phục. Thì nói chung các bạn phải xử lý, nói chung làm gì làm tân tật phải sạch sẽ, thì cây lan của mình rồi cố định cây lan rồi thì tân tật rồi các bạn mới gọi là. Bây giờ là qua phần kích rỡ nha các bạn, kích rỡ cũng đơn giản. Kích rỡ thì trước khi các bạn ghép lan mình thí dụ như cây lan này của mình đã xử lý sạch sẽ rồi đúng không, thì trước khi các bạn ghép lan á là các bạn ngâm cái cây lan giúp mình vào dung dịch bơm một nha. Các bạn cứ làm đúng liều lượng ở trong cái chai những cái chai bơm một này nó có ghi ạ, thì nói chung bơm một cái nào cũng được. Các bạn ngâm vào bơm một, ngâm trong 2 giờ đồng hồ cho mình, nhớ là ngâm phần gốc và phần thân thôi nha, đừng có ngâm phần đọt. Đọt kéo thuốc cứ đọng lại rồi khói đọt lại. Rồi sau 2 giờ ngủ các bạn lấy lăng la, các bạn treo chỗ nào đó các bạn đưa ráo đi, đưa ráo xong rồi là các bạn ghép lên, ghép lên cố định chặt chẽ như giò này của mình. Rồi bắt đầu là qua chương trình kích rỡ này các bạn. Thì các bạn phải treo cái chỗ nào đó nó mát, rồi ánh sáng thấp nha các bạn, cho các bạn mà đem treo những cái chỗ mà nắng chiếu trực tiếp thì cho dù có thuốc tiên thì cũng không kích ra được đâu nha. Thì vừa nhiệm vụ của lăng á, cái thứ nhất là kích rỡ, là con số 31 này các bạn, thứ nhất kích kích ho, cái thứ hai của nó cũng là kích rỡ. Đó, thằng lăng này có hai nhiệm vụ chính như vậy. Thì trong trường hợp này nó không có ho và mình mới ghép thì cơ chế của cây nó sẽ chuyển sang kích rỡ. Thì làm gì làm, lăng đầu tiên các bạn
tưới cho nó thì các bạn phải dùng thành 19-34-17 này, các bạn cộng với 31 đó, hai thằng đó cộng chung. Nhưng mà thằng 19-34-17 này các bạn dùng 50% liều quy định thôi nhá. Thì ở trong này nó ghi 2g cho 1 lít nước, thì các bạn kích rỡ thì nói chung nó còn yếu ớt mà, các bạn dùng 1g cho trên 1 lít nước thôi, bao nhiêu đó là đủ kích rồi. Hai này cầm chung, thí dụ như các bạn một tháng các bạn phun cho mình 4 lần đi, thì cứ một tuần phun 1 lần, thì tuần thứ nhất là 19, 34, 17 cộng như 41, rồi lần thứ hai á thì các bạn chuyển 41 này cộng như Antonic đó. Rồi lần thứ ba thì các bạn cũng bơm một, các bạn có siêu ra rỡ 3M hay là tơ ra sọc 4 rồi đó, các bạn cầm vô hai cái thuốc đó nãy mình quên đi lấy rồi. Và lần thứ tư á thì các bạn quay lại thằng này, các bạn như bơm bột đó, thì cứ như thế các bạn nói chung các bạn làm trong một tháng là rỡ ra vô tư rồi. Cái này mình mới chỉ có một tuần thôi các bạn, hay là những clip trước đó mà mình ghép rồi bắt đầu là sang mấy ngày sau mình đang cho các bạn xem đó, ra rỡ bình thường không. Nhưng mà cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố môi trường, yếu tố môi trường đó là quan trọng nhất. Thì các bạn tạo được môi trường ấm rồi thì các bạn dùng hai liều cơ bản là ra rỡ vô tư rồi. Thì khi đã ra rỡ rồi nha các bạn, khi đã ra rỡ rồi thì mình mới được áp dụng cái chiều gọi là chiều tăng trưởng đó. Rồi nó tăng trưởng rồi nó lớn rồi nó trưởng thành rồi thì mới kích ho rồi này nọ, nói chung làm gì làm cái bộ rỡ phải làm trước tiên, rồi muốn sao thì muốn nhé. Rồi mình cũng chia sẻ bấy nhiêu đây thôi, các bạn không hiểu gì thì các bạn cứ comment, các bạn bình luận, các bạn hỏi đi, chứ để mà nói nữa thì nó cũng dài lắm, bây giờ cũng 13 phút mấy rồi. Rồi chào các bạn.